Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, và sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 8 tháng 4 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm nhâm dần Ngày này là ngày Tân Mão tháng Giáp Thìn năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hạc đạo trong ngày gồm có giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ về ngũ hành ngũ hành nghi mệnh tùng bách mộc ngày tân mão tức can khắc chi nghĩa là mộc khắc với kim và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm tùng bách mộc kỷ tuổi ất dậu kỷ dậu ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỷ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọa và tuyệt thân vài tuổi xung khác trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi quý dậu kỷ dậu ất sửu ất mùi tuổi xung trong tháng tuổi nhâm tuất canh tuất canh thìn và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có sao tốt như sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc nhất là cưới hỏi Sao sáu trong ngày gồm có sao thi lại, sáu mọi việc, sao nguyệt hỏa, sáu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao câu trận, kỵ về an táng, sao nguyệt kín chuyện sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao độc hỏa, sáu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2022. mà các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Từ vi tuổi tí thứ 6 ngày 8 tháng 4 năm 2022 Với bạn tuổi tí bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sung. Cái điều này có thể làm cho bạn tự gây ra những rắc rối cho bản thân mình bởi sự thẳng thắn quá mức của mình mà không nghĩ tới việc điều đó đang gây tổn thương cho người đối diện. Với bà tù tí, bạn đừng có bào chữa cho sự quá đáng của mình bằng việc nói thẳng, nói thật, thẳng thắn không phải là nghĩ gì nói nấy mà bạn nên căn cứ vào hoàn cảnh nữa nhé trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi tý với bạn cũng trở nên quá sốt sắng để thể hiện bản thân mình sự tự tin thái quá đôi khi trở thành sự kiêu ngạo dễ khiến cho người khác quá ác cảm không tốt với bạn bạn hãy luôn đánh giá kỹ tình huống trước khi đưa ra quyết định cho mình ngày hôm nay nhé Ngày thứ sáu này với bạn tuổi tí ấy, lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng và đây là dấu hiệu tốt cho chuyện tình cảm của bạn ngày hôm nay. Mối quan hệ của hai bạn đang đi vào giai đoạn ổn định, không còn tình trạng cãi vã, mâu thuẫn gay gắt như trước nữa. Cũng có thể là do bản mệnh chịu xuống nước một chút cho nên gia đạo được an in trong ấm ngoài ên. Còn đối với những bạn đang quản độc thân cũng tạm hài lòng với các mối quan hệ hiện tại mà mình đang có nữa rồi về câu quyết cho bạn tuổi tí trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim đừng có bào chữa cho sự quá đáng của mình bằng việc nói thẳng nói thật tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có thể tự gây ra những rắc rối cho bản thân mình bằng sự thẳng thắn quá mức tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa sự tự tin thái quá đôi khi trở thành kiêu ngạo dễ khiến cho người khác quá ác cảm không tốt tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ trở nên quá sốt sắng thể hiện bản thân mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc mối quan hệ của hai bạn đang đi vào giai đoạn ổn định, ổn định trong ấm ngoài êm. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 12, số 84, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường, màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân. Từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày mùng 8 tháng 4 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang có sự cứng nhắc trong suy nghĩ cũng như là trong hành động của mình và bạn sẽ trở thành nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn tranh cãi trong ngày hôm nay khi đang có sự xuất hiện của tỷ kim chiếu mệnh với bạn tuổi Sửu bạn nên biết giữ im lặng đúng lúc Đừng có cố tỏa ra hơn thua cũng chẳng có ích gì, nhất là trong môi trường tập thể, không thể tránh được việc hợp tác lâu dài về sau này nhé. Và với bạn tuổi Sửu trong ngày này, để giữ cho các mối quan hệ xã giao của mình có được sự hài hòa, thì bạn mệnh cần phải tìm cách để lắng nghe những ý kiến của mọi người xung quanh trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào. Nếu như bạn biết đặt mình vào vị trí của người đối thoại có thể bạn sẽ hiểu ra được nguyên nhân vì sao đối phương làm như thế và cảm thấy thông cảm hơn nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu do ngũ hành tương khắc làm cho vận trình tình cảm của bạn trong ngày hôm nay sẽ bị ảnh hưởng đôi chút, biểu hiện rõ nhất là hai bạn không thống nhất được quan điểm trong cách quản lý về tài chính dẫn tới việc chi tiêu không hợp lý trong gia đình, mâu thuẫn xảy ra là điều khó có thể tránh khỏi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, từ vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim nên biết giữ im lặng đúng lúc đừng có cố tỏa ra hơn thua từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy mâu thuẫn cải quả xảy ra vì sự cứng nhắc trong suy nghĩ và hành động từ vi tuổi kỵ sửu thuộc mệnh hỏa nên biết đặt mình vào vị trí của người đối thoại từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ cần phải lắng nghe ý kiến của mọi người trước khi đưa ra phán xét từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc vợ chồng không thống nhất được quan điểm trong cách quản lý về tài chính và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 47, số 91, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 8 tháng 4 năm 2022. Với ba tuổi dần bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội trợ mệnh. Cái điều này sẽ chia chở cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay được hành thông thuận lợi hơn. Ngày này với bạn tuổi dần, bạn mệnh đang cố được vận quý nhân đồng hành. Dù bạn có làm việc gì sai lầm, cũng sẽ được đỡ đần tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Với bạn tuổi dần, bạn là người nhanh nhẹn, thông minh nhưng hơi vội vàng. Quý nhân sẽ dẫn dắt, định hướng cho bạn và tiết chế để cho bạn dừng đúng lúc và đi đúng đường nữa nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần, đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ, cho nên công việc của bạn đang có được sự hậu thuận hơn bao giờ hết. Các việc được giao đều hoàn thành một cách nhanh chóng và không có sai sót gì. Với bạn tuổi dần có thể hoàn toàn yên tâm khi kế hoạch và tiến trình trôi chảy, sự nghiệp được hanh thông, có nhiều bước đột phá, bạn hãy luôn giữ phong độ như hiện tại bạn tuổi dần nhé. Tuy nhiên, trong vận tình ngày thứ 6 này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được mấy thuận lợi. Vợ chồng, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt với những bạn đang còn độc thân thì về mặt tình cảm chưa thực sự được khởi sắc. Có lẽ trong giai đoạn này bạn nên tập trung vào công việc và hoàn thiện bản thân mình, hỗ trợ cho gia đình thì tốt hơn về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy được quý nhân định hướng, giúp cho bạn biết tiết chế và dừng đúng lúc đi đúng đường. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có được quý nhân đồng hành, giải quyết được mọi công việc một cách thỏa đáng. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, sự nghiệp được hanh thông, có nhiều bước đột phá. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, hoàn thành nhanh chóng các nhiệm vụ được giao, không có sai suốt gì. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, vợ chồng, cơm chẳng lành, canh chạm ngọt. Và đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 39, số 52, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. tử vi tuổi mão thứ sáu ngày mùng 8 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi mão bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan gây rối. Điều này làm cho bạn dễ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Vì vậy, với bạn tuổi mão, bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không nên vội tin theo những lời đồn thổi tự đưa mình vào bẫy của những kẻ tiểu nhân nhé ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão trong các mối quan hệ xã giao của bạn đặc biệt là quan hệ với cấp trên bạn cần phải chú ý trong giao tiếp không nên quá tự tin hoặc là hoành hoang thậm chí là vô thức nói lời gây mất lòng người khác trước khi nêu ý kiến của mình thì bạn mệnh cần phải lắng nghe quan điểm của người khác trước cái đã trong ngày này với bạn tuổi mão nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hướng tốt sẽ giúp cho công việc của bạn gặp nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Và theo Hải Thượng Lạn Ông, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 năm nhâm dần. Ngày này, nhân thần nằm ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Vì vậy với ma tuổi mão nên tránh mọi sự tổn thương, và chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé vài câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy không nên quá bức xúc tranh cãi với người khác từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa vướng phải những tranh chấp với bạn bè đồng nghiệp từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ chú ý tới các mối quan hệ xung quanh mình từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc dự vững quan điểm của bản thân không nên tin những lời đồn thổi từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim không nên nói những lời gây ấn tượng xấu với cấp trên vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao quân số may mắn số 11, số 34, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuốt. Từ vi tuổi thìn, thứ 6, ngày mùng 8 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi thìn bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, mạo thìn, tư hại. Điều này khiến cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay đang có dấu hiệu bị sa sút rõ rệt. Và ngày này, cảnh báo cho bạn tuổi thìn rất dễ vướng phải họa thị phi, phạm phải tiểu nhân, gia đạo bất an, nhiều chuyện không vui xảy ra cùng một lúc khiến cho trạng thái về tinh thần của bạn vô cùng bất ổn, cố tâm sự nhưng không biết chia sẻ cùng với ai nhé. Và trong ngày thứ sáu này với bà Tụ Thìn, vợ chồng đồng sàng di mộng chẳng biết từ khi nào mà khoảng cách giữa bạn và người ấy lại càng trở nên lớn hơn và chẳng mấy khi trò chuyện hay là tâm sự cùng nhau, không khí gia đình trở nên ảm đạm, thiếu đi sự ấm cúng cần có khiến cho bạn không khuệ thất vọng, chán nản và không biết phải làm sao để cho tình cảm nồng nàn như thuở ban đầu nữa nhé. Ngày này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, còn đe dọa tới vận trình tài lộc của bạn. Bạn mệnh dễ bị những kẻ xấu lợi dụng, tiền bạc do mồ hôi nước mắt của mình kiếm được, mất đi mà không chút lưu luyến. Với bạn tuổi thìn bạn cần phải thận trọng hơn trước những lời mời gọi về đầu tư. Đừng có nghĩ kiếm tiền là chuyện dễ dàng, bạn nên bình tĩnh xem xét lại, xem các nguồn thông tin, đồng thời tự cân nhắc về khả năng của mình nữa bạn tuổi thìn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, trạng thái về tinh thần của bạn bất ổn, có tâm sự nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, vận trình xa sút dễ vướng phải họa thị phi, phạm tiểu nhân. tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, không khí gia đình ảm đạm, thiếu đi sự ấm cúng cần có. tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, khoảng cách vợ chồng ngày càng lớn, từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt về tiền bạc do mồ hôi nước mắt của mình làm ra. và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 64, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn. Từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày mùng 8 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi tỵ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chưa chở. Điều này sẽ giúp cho quân đường công danh, sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay trở nên hanh thông, thuận lợi hơn. Với bà tuổi Tỵ, bạn thể hiện được sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, thẳng thắn và chính trực, cho nên gây được ấn tượng mạnh mẽ trong cả nhóm. Chính nhờ phong cách nổi bật này mà bạn tạo được ấn tượng rất tốt, có lợi thế khi cạnh tranh chức vụ ở nơi làm việc nữa. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ, bạn đang có được báo hiệu có sự tăng tín, bản mệnh thể hiện được năng lực cá nhân xuất sắc và nếu như tiếp tục giữ vững được phong độ như hiện tại bạn không khó để có thể giành được cơ hội thăng cấp, tăng lương, nhận lấy vị trí phù hợp hơn với khả năng của mình nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ, bạn cũng đang gặp được ngày cung ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ tạo cho bạn có được những cơ may trong chuyện tình cảm. Với bạn tuổi tỵ, dù không cần phải mất quá nhiều thời gian, cũng có thể gặp được người ưng ý, đào hoa nở rộ, có thể chuyện tình cảm của bạn sẽ tiến triển rất nhanh nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, từ vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa gây được ấn tượng mạnh mẽ trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, quân đường công danh sự nghiệp được thuận lợi nhờ có được sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc có báo hiệu thăng quan tiến chức đến gần khi bạn thể hiện được năng lực cá nhân xuất sắc. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim tạo được ấn tượng rất tốt, có lợi thế khi cạnh tranh về chức vụ. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy đào hoa nở rộ có được cơ hội gặp được người ưng ý. Và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 26, số 67, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, Vi tử vi tuổi ngọ thứ sáu ngày mùng 8 tháng 4 năm 2022. Với ba tuổi ngọ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu, điều này làm cho bạn tuổi ngọ đang có điểm báo gặp họa tiểu nhân hãm hại, nếm đá giấu tay và đó có thể là những kẻ ganh tức với thành công mà bạn đã đạt được, dùng vũa bọc sợi lợi để ngấm ngầm dở trò nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng tới con đường thăng tín của bạn thân bạn nữa. Do đó, trong ngày này với ba tuổi ngọ, bạn mệnh làm gì cũng cần phải hết sức cẩn trọng, đừng có tin người thái quá kẻo lại bị lừa gạt. Càng là những mối quan hệ mới tạo dựng, càng không được phép chủ quan. Có thể kẻ mà bạn ngỡ là đối tác đáng tin cậy, có thể sẽ đâm sau lưng bất cứ lúc nào chẳng hay. Và khi động chạm tới lợi ích cá nhân, ai cũng có thể trở mặt. Bạn cần phải nhớ điều này nhé. Và một điều an ủi lớn nhất cho bạn tuổi ngọa trong ngày thứ sáu này là chuyện tình cảm của bạn có được những tín chỉ tích cực nhờ bạn đang gặp được ngày có ngũ hành, mộc sinh cho họa vượng. Với bạn tứ ngọa, bạn có thể sẽ tìm được tình yêu mà mình mong đợi đã lâu khi đào hoa về nhà. Bạn mệnh hãy mở lòng mình và đón nhận, đừng có e dè sợ hãi vì những chuyện chưa tới bạn tứ ngọa nhé. Về câu quyết cho bạn tứ ngọ trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim đề phòng kẻ tiểu nhân ganh tức dùng vỏ bọc sợi lưỡi để ngấm ngầm hãm hại bạn từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy có điểm báo bị tiểu nhân hãm hại ném đá giấu tay từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa khi động chạm tới lợi ích cá nhân ai cũng có thể trở mặt từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ làm gì cũng phải cẩn trọng đừng tin người thái có, kéo lại bị lừa gạt từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc chuyện tình cảm có những tiến triển tích cực tìm được tình yêu mà mình mong đợi đã lâu và đánh giá của bạn tử ngọa trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 16 số 73 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cá tường màu xanh lá màu xanh da cam quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi tốt Từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày mùng 8 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi mùi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn có được vận quý nhân dẫn đường trị lối với bạn đang đón nhiều tin vui trên con đường tài lộc của mình nhờ các kế hoạch về hợp tác làm ăn diễn ra được thuận lợi. Bạn mệnh tuổi mùi có khả năng gặp được thời cơ tốt cho nên con đường kiếm tiền của bạn được rộng mở và nhanh chóng thu thập được những thông tin có lợi để phát triển theo lĩnh vực kinh doanh mà mình đã am hiểu nữa rồi nhé. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi, công việc của bạn nhờ có tỷ kim tương trợ cho nên với bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Mọi chuyện dù có khó khăn đến đâu thì cũng đều có cách giải quyết ổn thỏa. Bạn mạnh biết điều mình mong muốn là gì cho nên không ngần ngại đạp lên tất cả để tiến về phía trước nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ sáu này với ban tuổi mùi lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều lên vận trình tình cảm của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi mùi, có thể sẽ đánh mất đi những gì mà mình đang có nếu như không biết giữ gìn và trân trọng hạnh phúc hiện tại. Chẳng có gì là mãi mãi, tình cảm có thể sẽ thay đổi bất cứ lúc nào đó bạn tuổi mùi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim gặp được thời cơ tốt cho nên con đường kiếm tiền của bạn được rộng mở. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy đốn nhiều tin vui về tài lộc nhờ các kế hoạch về hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa không ngần ngại đạp lên tất cả trở ngại để tiến tới thành công. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ mọi chuyện dù khó khăn đến đâu cũng đều có cách giải quyết ổn thỏa. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có thể sẽ đánh mất đi những gì đang có nếu như bạn không biết giữ gìn và trân trọng. Về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 11, số 72, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ. Từ vi tuổi thân thứ 6 ngày mùng 8 tháng 4 năm 2022 với bạn tuổi thân bước sang ngày thứ sáu này xem tử vi cho thấy bạn đã gặp ngày có thương quan chiếu mệnh điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được may mắn cho lắm cảnh báo cho bạn tuổi thân cần phải kiểm soát lại bản thân mình cho thật tốt nếu không muốn công việc của mình mắc phải những sai sót và bản thân bạn bị cấp trên trách phạt nữa nhé. Trong ngày này với bạn tuổi thân, với bạn rất dễ hành động, thiếu suy nghĩ, với những xung đột xảy ra là điều khó tránh khỏi khi bạn đang cố bảo vệ ý kiến của bản thân mình và xem thường ý kiến của người khác. Nhiều lúc trong cơn nóng giận, với bạn khó kiểm soát được lời ăn tiếng nói, tự phá vỡ nhiều mối quan hệ tốt đẹp mà mình đang có nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân, đang gặp ngày có kim khắc với mộc, Điều này làm cho chuyện tình cảm lứa đôi không được lý tưởng như bạn nghĩ. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân đang gặp ngày có kim khắc với mộc, điều này làm cho chuyện tình cảm lứa đôi lại không được lý tưởng như bạn nghĩ. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, dù không hề to tiếng, cãi vã hay là xảy ra xung đột lớn nhưng cả hai cứ dần xa cách. Đối với những bạn đang còn độc thân thì cần phải tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ mới chớm nợ của mình. Bạn nên xem xét rộng hơn trong nhiều tình huống để tránh xảy ra những sai lầm đáng tiếc. Về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có thể bị cấp trên trách phạt vì gây ra những sai sót không đáng có từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa vận trình xa sút bạn cần phải kiểm soát lại bản thân mình tốt hơn từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ khó kiểm soát được lời ăn tiếng nói trong cơn nóng giận của mình từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc gây xung đột khi có bảo vệ ý kiến của bản thân từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đôi lứa dần xa cách dù không to tiếng hay là cãi vã và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao quân số may mắn số 14 số 63 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu vàng kim màu trắng của nhà phụ trợ tuổi Tỵ tuổi Dậu tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày mùng 8 tháng 4 năm 2022 với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ sáu này xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu điều này làm cho bạn đang có điểm báo của sự tranh cãi cãi vã tranh chấp với người khác trong ngày hôm nay và đó là lý do khó tránh khỏi điều tiếng thị phi bị người ta nói xấu sau lưng cố tình đẩy cho bạn nhiều tiếng xấu và trong những lúc như vậy với bà tử dậu cần phải bình tĩnh để đối phó kéo mọi việc sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu nhé chẳng những vậy trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tử dậu bạn còn đang có điểm báo sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn bất đồng trong gia đình khi bạn đang gặp ngày có kim mộc tư khác với những chuyện bạn chẳng hề giải quyết ổn thỏa dù đã rất cố gắng. Sự khác biệt về quan điểm đã gây ra sự tranh cãi, không ai chịu bình tĩnh ngồi xuống để lắng nghe đối phương giải thích mà chỉ khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình, cho nên mới gây ra những hiểu lầm đáng tiếc như vậy. Bù lại, trong vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi dậu lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn đang có được niềm an ủi khi gặp được nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Với bạn tuổi Dậu sẽ có thể được trao cho nhiều cơ hội để kiếm tiền một cách nhanh chóng trong ngày hôm nay. Cái chuyện làm ăn, kinh doanh buôn bán của bạn phát đạt. Chính bạn cũng đôi khi cảm thấy choáng ngợp về những gì mà mình đã làm được và không thể tin nổi vào sự may mắn của mình đang có nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy khó tránh khỏi điều tiếng thị phi bị người ta nối xấu sau lưng từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có điểm báo cãi vã tranh chấp với người khác từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ đối mặt với những mâu thuẫn bất đồng trong gia đình từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc được trao cho nhiều cơ hội để kiếm tiền nhanh chóng từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim khác biệt về quan điểm đã gây ra sự tranh cãi và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 21, số 54, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ sáu ngày mùng 8 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp phù trợ, điều này sẽ giúp cho bạn đang có được một ngày làm việc hiệu quả, mọi khó khăn chỉ mang tính tạm thời, dần già sẽ được giải quyết đâu vào đó và ngày hôm nay rất có lợi cho những ai làm trong các lĩnh vực đòi hội sự tư duy sáng tạo cao với nguồn cảm hứng tuôn trào giúp cho bạn nhanh chóng ghi điểm với lãnh đạo bằng những đề xuất thực sự là trịnh vọng nữa nhé. Cũng trong ngày này với bà tuổi Tuất. Một số mâu thuẫn, tranh chấp trong công việc đã tồn động từ trước đó cũng nhanh chóng được xử lý ổn thỏa, trả lại cho bạn có được quân đường quan lộc được thanh thang, rộng mở. Đây là cơ hội tuyệt vời để cho bạn tranh thủ thể hiện được năng lực của bản thân mình. Chắc chắn với bạn sẽ còn thành công hơn nữa, bạn đừng có chần chừ để cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi tuất cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này sẽ làm giảm bớt đi niềm vui của bạn khi cái chuyện tình cảm của bạn có sự xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Vợ chồng có thể vì chuyện tiền bạc mà xảy ra sự cãi cọ. Ai cũng có lý riêng của mình và không ai chịu nhún nhường ai. Nhiều lúc với bạn cảm thấy tổn thương vì quan điểm của mình bị côi thường nhưng không biết làm như thế nào để phản bác lại cả nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa ngày hôm nay rất có lợi cho những bạn làm trong các lĩnh vực đòi hội sự tư duy sáng tạo cao. từ vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ có được một ngày làm việc hiệu quả khó khăn được khó khăn được giải quyết đau vào đó. từ vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc nên tranh thủ cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình, từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, mâu thuẫn, tranh chấp trong công việc nhanh chóng được xử lý, từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, chuyện tình cảm xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 96, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi ngọa. Từ vi tuổi hỏi thứ 6 ngày 8 tháng 4 năm 2022. Với ba tuổi hỏi bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay có được một ngày làm việc nhẹ nhàng mà vẫn gặt hái được những thành công rất tốt đẹp. Sự nghiệp của bạn được khởi sắc, đạt được những hiệu quả cao đáng ngạc nhìn với bà tuổi hợi có thể chọn thời điểm này để tiến hành các kế hoạch mà bản thân mình đã ấp ủ từ lâu nữa nhé. Trong ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi, bạn cũng đang gặp được ngày của chính quan che chở điều này còn giúp cho bạn nhân lúc tinh thần sáng suốt lòng nhiệt huyết còn lớn hơn bạn đừng ngủ quên trong niềm vui mà hãy cố gắng hoàn thành những điều mà bạn đặt mục tiêu cho mình bạn sẽ thành công hơn với những quyết định táo bạo trong cái thời điểm này nữa lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi hợi cũng đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh làm cho bạn đang có được báo hiệu tình yêu tươi sáng đào hoa vượng sắc đối với bạn tuổi Hợi, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh của tình yêu khi mà bất cứ thời điểm nào, dù là vui hay là buồn, nửa kia cũng luôn ở bên cạnh để chia sẻ và an ủi bạn nữa. Về câu quyết của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, sự nghiệp được khởi sắc, đạt được những hiệu quả đáng ngạc nhìn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, có được một ngày làm việc nhẹ nhàng mà vẫn gặt hái được thành công tốt đẹp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, dễ thành công hơn với những quyết định táo bạo trong thời điểm này, Từ vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim nên nhân lúc tinh thần sáng suốt, nhiệt huyết cao nên tiến hành các kế hoạch đã ấp ủ, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tình duyên tươi sáng, đào hoa vượng sắc. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 40, số 99, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.